Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Top Sao Hoa. Và như thường lệ, ngay sau đây sẽ là những tin tức thú vị vào trong ngày. Trong làng giải trí Hoa ngữ thì có rất nhiều mỹ nam mỹ nữ sở hữu visual ấn tượng với mắt to, mũi cao và gợi nhớ đến những nhân vật bước ra từ truyện tranh. Khoảnh khắc rơi nước mắt trên sân khấu của Thái Tử Khôn khiến các fan xao xuyến bởi góc nghiêng thần thánh. Vương Tuấn Khải của TFBOYS có hình tượng nam chính hiền lành dịu dàng trong truyện tranh Nhật Bản. Đường nét khuôn mặt của cô Nhất Bác được ví hoàn hảo như vẽ nên, đúng chuẩn nam thần trong tiểu thuyết. Bức ảnh của Tiêu Chiến khiến fan nhớ đến kiểu nhân vật tổng tài bá đạo, vừa lạnh lùng vừa quyến rũ. Lại Quán Lâm có diện mạo chiều cao cực kỳ phù hợp với những hình tượng mỹ nam học đường, hot boy bóng rổ ở trường trung học. Vẻ đẹp trung tính của Lộc Hàm khiến anh chàng trông ma mị cuốn hút khi trang điểm sắc sảo. La Văn Hy được nhận xét phù hợp với hình tượng người đàn ông thành đạt, bên ngoài đẹp trai, bên trong lắm tiền. Dương Dương có gương mặt với tỷ lệ hoàn hảo như tượng tạc. Không chỉ sở hữu nhan sắc trong trẻ ngọt ngào, chị Sàng còn được biết đến với đôi chân thon nhỏ, thẳng tắp giống hệt các nhân vật truyện tranh. Đôi mắt to tròn, làn da trắng và ngũ quan tinh xảo của Dương Sư Việt từng khiến cư dân mạng trầm trồ vì như phiên bản đời thực của nhân vật Bạch Tố Trinh trong bộ phim hoạt hình Bạch Xà Diệt Khởi. Ngô Tinh Nhi sở hữu đường nét khuôn mặt sắc sảo và thần thái cuốn hút. Chúng mình là Top Sao Hoa và bạn đừng quên like, share cũng như subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.